Bạn là người mẹ bận rộn cần sửa nhà, chuyển hàng, trông con. Bạn đang cần người có khả năng dịch tài liệu, biết lập trình, biết tính toán phức tạp. Hay bạn đang rối bòng bong lên vì có rất nhiều vấn đề không biết bắt đầu từ đâu và chỉ muốn vứt hết tất cả cho nhẹ đầu. Hãy đến với chúng tôi, không có việc gì mà chúng tôi không thể giúp bạn được. Và không chỉ công việc sẽ hoàn thành mà bạn sẽ có được những góc nhìn mà bạn chưa từng có. Nhưng khoan, đừng tin lời chúng tôi nói, hãy nghe qua các khách hàng trước đây của chúng tôi nói gì. Bạn Nguyễn Băng Ngọc, tác giả tập thơ Dấu Vết Thiên Di. Tớ tin tưởng cậu. Chị Nguyễn Phương Loan, trưởng ban phi hư cấu, công ty sách Nhã Nam. Chị quá là thích em và nói chúng tôi là mối nhân duyên từ trời rớt xuống. Bạn Trần Hữu Tín, chuyên viên tính lương công ty HR2B. Không biết là tao đang ngồi với thằng điên hay thiên tài nữa. Bất kỳ lĩnh vực nào, hoàn toàn miễn phí, hãy gọi hotline 078-409-6249. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng. Sự thành công của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Em nghĩ là trong thâm tâm, cậu ấy cũng muốn được yêu thương một cách chân thành, nhiệt thành mà không hề cảm thấy sợ hãi gì hết. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần sụp đổ thì em nghĩ rằng là cậu ấy bây giờ chỉ nói vậy thôi chứ bên trong không còn tin được như vậy nữa. Một phản ứng rất là tự nhiên, rất là né tránh, và bất kỳ sự tiếp tới cận nào thì bụt một cái là sẽ có phản ứng né tránh ngay lập tức. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn nữa khi song song với điều đó, cậu ấy cũng rất là tỉnh táo và bình thản. Khi nói chuyện với mọi người, cậu ấy cũng rất là thản nhiên nói rằng là đã hết yêu rồi và tất cả những gì còn lại chỉ là một nỗi buồn man mác về việc em không thể thoát ra được quá khứ cũ, và vì em không hiểu được quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên nó lại dựa trên một hiểu lầm tán tiếc về cả em và về cả cuộc sống. Mà mỗi lần em định sửa lại thì cảm xúc của cậu ấy lại trỗi lên và không thể chấp nhận được rằng mình đang sai. Nói tóm lại, đây là những vấn đề mà em gặp phải. Giả sử em nhìn thấy Ngọc đang buồn, tức là đang có cảm xúc, thì em sẽ tiếp cận cậu ấy bằng tình cảm. Ở đây em thể hiện bằng màu đỏ. Nhưng lúc đó con người tỉnh táo sẽ nhìn vào đó để kết luận là em đang níu kéo quá khứ. Lưu ý rằng đây không phải là con người cương liệt, bật lại tanh tách, mà là con người thấy mình đứng ở trên cao, tách mình ra khỏi các mối quan hệ và chiêm nghiệm mọi việc. Con người này tự bi và biết đặt mình vào góc nhìn của người khác, nhưng đáng tiếc lại hiểu lầm về em. Nhưng nếu em nhìn thấy điều đó và bảo, hóa ra mình chỉ cần giải quyết hiểu lầm thôi mà, thì con người cảm xúc sẽ lớn áp và không thể chấp nhận nổi bản thân mình đang sai và sẽ phản ứng lại bằng mọi cách. Có thể con người đó sẽ bảo là phức tạp quá, không có thời gian để tìm hiểu, hoặc sẽ dùng một quan niệm nào đó để đáp lại, ví dụ như chỉ có cảm nhận là đúng nhất, hoặc là để đầu óc trống rỗng thì mới thuận theo tự nhiên, hoặc chỉ quan tâm những thứ nhỏ bé chứ không mang đến những thứ cao siêu. Nhưng đáng tiếc là những lý do đó chỉ có con người tỉnh táo mới biết được đâu là cách hiểu đúng, còn không thì chỉ là sự biện hộ mà thôi. Bình thường thì khi em tiếp cận cậu ấy bằng con đường cảm xúc, thì Ngọc cũng sẽ đáp lại bằng cảm xúc. Khi em tiếp cận bằng logic thì Ngọc cũng sẽ đáp lại như thế. Nhưng sau cuộc chia tay với em, cậu ấy bị sụp đổ và bây giờ mọi thứ bị đảo lộn hết rồi. Nên em gặp phải một cái luẩn quẩn là muốn giải quyết hiểu lầm thì phải lập lại được cân bằng trước. Nhưng nếu muốn cân bằng thì phải giải quyết hiểu lầm trước. Nhưng chị có thể làm được điều đó vì khi chị tiếp cận cậu ấy bằng cảm xúc chẳng hạn, thì con người cảm xúc của cậu ấy cũng hiện lên và mọi thứ sẽ được kết nối. Nên chị có thể giúp được em là vậy, vì đây chỉ là giải quyết hiểu lầm mà thôi. Cảm xúc mới sẽ tự đến sau khi những hiểu lầm này không còn nữa. Mặc cho tất cả những triết lý lúc nào cũng nói, trong cậu ấy chỉ có duy nhất một chữ sợ. Những điều cậu ấy nói không phải là để cắt đứt nỗi sợ, mà là để thuyết phục mình đang không sợ. Nhưng nói mà không làm thì chỉ là nói suông, là tự huyễn hoặc chính mình. Muốn cho những gì mình nói không phải là vô nghĩa, cậu ấy phải tự mình đối diện với nó,
phải đi xuyên qua nó một lần, cảm nhận hết tất cả những ảo ảnh mà nỗi sợ vẽ ra, thì lúc đó cơ thể mới làm quen được với nỗi sợ đó. Nhưng mặt khác, cũng chính cô ấy là người mong muốn mình trở nên dũng cảm nhất. Cô ấy nói rất nhiều về việc muốn mình có một lần được trở nên dũng cảm, một lần được cầm gươm lên và đi vào đường thẳm. Nên thành ra, cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này từ lâu lắm rồi. Nếu biết rằng lần này ra đối diện thì sẽ thành công, thì cô ấy sẽ háo hức lắm. Chỉ cần được mọi người động viên là sẽ ra làm ngay. Trong 3 năm qua có nhớ Ngọc Bảo Định sang cho em 2 lần. Lần thứ nhất là ở trên Zalo, nhưng mà bây giờ thì em không có bằng chứng vì nó bị mất rồi, không chụp được màn hình. Nhưng về cơ bản là Ngọc bây giờ add Zalo của em và trò chuyện thì có nghĩa là tụi em không chat với nhau như bình thường, mà mỗi đứa thả cái câu bóng gió gì đó trên tường của mình, rồi đứa bên kia đáp lại. Lúc đó thật ra là nó là một kiểu mèo vần chuột á, nhưng mà con chuột thừa biết là con mèo nó muốn cái gì. Em biết là cái này thì sau đó thì Ngọc sẽ chán thôi, nhưng mà em không cho phép mình cứng rắn hơn, vì cứng rắn hơn đồng nghĩa với việc em đã sẵn sàng để quay lại, trong khi lúc đó vấn đề của em chưa giải quyết được. Nếu mà em chưa giải quyết xong thì quay lại để làm gì, kiểu một giải pháp nửa vời, thì thôi thà em đừng bước ra ngoài mối quan hệ đó còn hơn. Lần thứ hai thì lại khác. Lần này Ngọc thực sự là một người hướng dẫn nhiệt tình, đứng ở vị trí là một người thầy để mà chỉ bảo em nên tiếp cận như thế nào cho đúng. Cái này thì có một phần lỗi của em là tại vì là em không chăm lên Facebook, nên là phải nửa năm sau em mới phát hiện ra là cái vụ này. Lúc đó thì chắc là cũng chán rồi, không còn tình cảm nữa. Nhưng mà lúc đọc á, cũng thấy nó khá là buồn cười vì trong đây nói là cứu thế giới, làm thế giới tốt lên, chân lý các kiểu. Trời ơi, cái này đâu phải là khoa học. What? Cái này tinh thần khoa học là cái tinh thần kiểm sai, falsifiability. Nó có nghĩa rằng là khi chị nghĩ ra được một giả thuyết thì chị phải tìm mọi cách chống đối lại bản thân, cho đến khi nào chị không tìm được rằng nó là sai được nữa thì chị mới dám kết luận rằng là chị đang đúng. Ví dụ như là em nói 1 cộng 1 bằng 2, em phải tìm mọi cách chứng minh rằng 1 cộng 1 không phải bằng 2, thì mà em vẫn thất bại thì em mới gọi là rụt rè nói rằng 1 cộng 1 bằng 2. Cái tinh thần khoa học đó là cái tinh thần kiểm sai như vậy, chứ không phải là cái gì cứu độ thế giới hay cái gì hết. Khoa học không màng đến những cái thứ đó. Nên là ông lão tử này kiểu giống áp đặt suy nghĩ bản thân lên nhà khoa học. What? Nhà khoa học làm quái gì còn mấy thứ này. Nên ông lão tử này không phải là ông lão tử trong truyền thuyết, em nghĩ là như vậy. Nói chung chuyện này làm tốn thời gian của cả hai đứa rất là nhiều, và không chỉ cả hai mà còn là gia đình, bạn bè của cả hai bên. Thật sự là mẹ em rất là lo cho em. Tuy nhiên chuyện này là tính cách của Ngọc, em hoàn toàn không phàn nàn gì hết. Nó cũng là một trong những điều khiến cho em hấp dẫn nhau ngay từ đầu. Nhưng bây giờ không phải là lúc như vậy nữa. Và em nghĩ rằng là nếu em có địa chỉ sớm hơn thì em đã được nói chuyện lại với bố Ngọc rồi, hoặc là được ăn cơm bà ấy nấu, và hẳn là bà ấy cũng sẽ rất là vui khi biết được rằng con gái của mình hạnh phúc, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Em nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Là một người cũng mất bố, em hiểu được cảm giác của Ngọc bây giờ. Đừng nói là hiểu được sự vô thường này nọ, nỗi buồn này sẽ theo Ngọc trong suốt một thời gian dài nữa. Em rất buồn vì bây giờ chỉ có thể đứng từ xa quan sát cậu ấy loay hoay, chứ cũng không thể đến để mà an ủi hay chia sẻ gì được. Hôm ra Hà Nội tụi em có gặp nhau 3 lần. 2 lần đầu
thì Ngọc tránh né và không nhìn mặt em. Nhưng lần cuối cùng trước khi ra về thì Ngọc có gật đầu chào lại. Thì nói cho rõ thì cái gật đầu này chỉ là một cái gật đầu phản xạ mà thôi, và nó không hề có ý nghĩa rằng là mọi thứ sẽ quay lại hay cái gì hết. Nhưng nó là một cái sự khác biệt cực kỳ rõ ràng với việc tránh né và không tránh né. Và nó cũng thể hiện rõ ràng là chỉ cần gặp nhau mà một chút thôi thì sự thay đổi sẽ diễn ra một cách cực kỳ chóng mặt. Nói thật là em thấy chuyện cô ấy lảng tránh em khá là buồn cười, vì một trong những lý do để cô ấy kết luận là tụi em không nên gặp nhau nữa là vì cô ấy đã xóa sạch ký ức về em trong đầu rồi. Tuy nhiên nếu thật sự là như vậy thì cô ấy đã xem em như một người xa lạ và đã chẳng có gì phải lảng tránh em cả. Một ngày mình đi qua không biết bao nhiêu con người xa lạ mà mình đâu có phải lảng tránh họ đâu. Mấy giờ em đi qua cả trăm người như vậy, em cũng đâu có nhắm mắt quay mặt đi để cho họ thấy rằng là em là một người xa lạ đâu. Em chỉ đơn giản là làm việc của mình thôi. Ngọc đã nói rất rõ ràng là đừng tin lời cậu ấy. Tất cả những điều này đó được ghi trong thơ hay trong sơ tố của cậu ấy rất là nhiều. Em chỉ đơn giản là đang nói lại mà thôi những gì cần để tiếp cận Ngọc. Cậu ấy cũng đã nói rất là nhiều rồi, đặc biệt là có cái bài thơ chuyện Tiểu Cúc. Và nếu mà em bỏ cuộc là em đang làm cho Ngọc thất vọng. Chị hãy xem đây như là không phải là em đang nhờ chị mà là Ngọc đang nhờ chị. Nó chỉ đơn giản là phải... Có một câu nói thế này của Cao Huy Thuần: một con én mãi miết đưa thoi, mùa xuân có đến hay không, én không đặt vấn đề. Thì có thể ban đầu là con én rất là quý mến mùa xuân và tìm mọi cách để đem nó về thêm một lần nữa. Cái này cũng có thể xem là sự dính mắc của con én, mặc dù đem mùa xuân về thì rất là vui, rất là tốt. Tuy nhiên nếu nó đã xác định được rằng đem mùa xuân về là điều cần thiết thì nó cứ làm thôi, nó không nhất thiết phải quan tâm xem mùa xuân có đến hay chưa nữa. Nên khi Ngọc nói rằng là tôi không yêu cầu nữa rồi, ủa thì em trả lời rằng là ủa liên quan gì, cái này ai cũng biết mà, tại sao phải nói thêm nữa, nó đâu có liên quan gì cái chuyện ở đây. Nó thấy câu nói là câu cực kỳ lạc đề. What? Em đâu có liên quan gì đến chuyện Ngọc có yêu em hay không. Tại sao mà Ngọc cứ phải cố chấp rằng là em cần Ngọc yêu lại. What? Em không hiểu. Thiệt luôn, em không hiểu. Thứ em đang làm là khơi gọi lại tình yêu mới ở Ngọc. Đồng ý rằng là em cũng muốn có lại Ngọc. Nhưng vấn đề ở đây là em cũng muốn cho Ngọc thấy rằng tình yêu là một thứ thật sự có. Vào thời điểm đó tụi em hoàn toàn bế tắc. Và em thấy rằng là cách duy nhất là phải chia tay, phải giết chết tình yêu đó. Và thật sự là em không hiểu được rằng là tại sao người ta lại nghĩ rằng hết yêu rồi thì không thể yêu lại nữa. Em thật sự thấy câu đó cực kỳ buồn cười. Chẳng có lý do gì cả. Ngọc cũng đã từng hỏi là tại sao em vẫn tiếp tục yêu cậu ấy, trong khi chính cậu ấy cũng thừa nhận là đã làm rất nhiều chuyện tệ hại đối với em. Thì trong tư duy của tụi em, trong đúng có sai và trong sai có đúng, nghĩa là trong mối quan hệ này, trong chung thủy có phản bội và trong phản bội có chung thủy. Nên khi cậu ấy nói là cậu ấy chung thủy với em thì nó nhìn ra được cái sự phản bội ở đằng sau đó và nó chuẩn bị sẵn tinh thần để mà không bị nó làm ảnh hưởng. Và khi cậu ấy làm tổn thương em rất nhiều thì em cũng nhận ra được cái tấm lòng của cậu ấy dành cho em ở đằng sau đó. Nên em chỉ đơn giản là tập trung vào cái sự tốt đẹp đó thôi, và những thứ tệ hại kia hầu như không làm ảnh hưởng đến em. Đó là lý do mà em vẫn còn yêu được tới bây giờ. Vậy thôi, cảm ơn chị đã dành thời gian xem video này. Em cũng không muốn là chị chỉ nghe mỗi mình em mà còn phải nghe từ phía Ngọc nữa. Nhưng chị có thể giúp được em, và em rất hy vọng là chị có thể sắp xếp được một ít thời gian để mà tìm hiểu chuyện này. Em cảm ơn chị rất là nhiều.